Hôm nay Mai sẽ ăn ngũ cốc vị trà xanh nha mọi người. Gợi ý cho anh chị em nào mà mình không biết ăn vị gì thì mình ăn vị trà xanh đi. Tại vì trà xanh là tiểu tam, mà mình ăn tiểu tam thì bao ngon. Đấy, ăn tiểu tam với chuối như thế này này. Wow, mời mọi người nha. Mấy cái viên tròn tròn nè, mấy chị hỏi là gì á thì Mai trả lời luôn nha, là những cái viên ngũ cốc nhà Mai. Thì ngũ cốc nhà Mai thì sẽ bao gồm là gạo nếp đỏ, gạo nếp trắng, yến mạch và vải yến mạch, nổi giòn lên như vậy nè, dễ ăn cực kỳ luôn, không có bị yến mạch kiểu như khô khô khó ăn đâu cả nhà. Ăn như vậy không, vừa ngon vừa nhanh vừa dễ. Lợi tiêu hóa nữa. Đẻo quá.